Tổng thống Donald Trump, nhiều điều to tát sẽ xảy ra trong vài ngày tới. Khi chỉ còn một tuần nữa là tới các ngày đại cử tri bỏ phiếu để chọn người thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, Tổng thống Donald Trump cho hay sẽ có nhiều điều to tát xảy ra trong vài ngày tới. Thưa ngài Tổng thống, tính từ bây giờ thì chỉ còn một tuần nữa, vào ngày 14 tháng 12 là các đại cử tri sẽ họp lại để bỏ phiếu. Từ đây đến đó sẽ không nhiều thời gian để ngài có thể đảo ngược cuộc bỏ phiếu. Vào thời điểm này, ngài còn hy vọng thay đổi kết quả bầu cử hoặc cố gắng thuyết phục người dân Mỹ rằng cuộc bầu cử là không công bằng hay không? Một nhóm phóng viên đặt câu hỏi với Tổng thống Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào trưa mùng 7 tháng 12 theo giờ Mỹ, theo thông cáo được đăng trên website của Nhà Trắng. Tôi nghĩ mọi người đã thấy rõ rồi, mọi người cứ nhìn vào số phiếu bầu là thấy cuộc bầu cử đã bị gian lận. Quý vị nhìn vào các bang là thấy cuộc bầu cử bị thao túng hoàn toàn, đó là sự ô nhục đối với đất nước của chúng ta. Tình hình chẳng khác gì một nước thế giới thứ ba. Các phiếu bầu đổ về từ khắp nơi, sử dụng máy móc mà chẳng biết là của ai. Họ nói các máy đó bị lỗi kỹ thuật, nhưng đó chẳng phải là lỗi kỹ thuật. Nhưng máy đó bị phát hiện đưa ra hàng ngàn phiếu bầu, toàn là bất lợi cho tôi, Tổng thống Trump trả lời. Và bây giờ chúng tôi biết mình có thể làm gì với vụ này, nhưng mọi người sẽ thấy nhiều điều to tát có thể xảy ra trong vài ngày tới, Tổng thống Trump nhấn mạnh, nhưng không cung cấp chi tiết. Ngày 14 tháng 12 là hạn chót các đại cử tri ở mỗi bang bỏ phiếu để chốt lại người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 ở bang đó. Tính đến nay, đã có hơn 40 bang chứng nhận kết quả bầu cử chính thức mang về cho cựu Tổng thống Joe Biden tổng cộng ít nhất 279 phiếu, vượt con số phiếu cần thiết để thắng cử là 270 phiếu, theo AP. Hiện vẫn còn một số bang chưa chứng nhận kết quả bầu cử. Trước đó, AP cùng các hãng truyền thông lớn của nước Mỹ đã thông báo ông Biden giành được tổng cộng 306 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump có được chỉ 232 phiếu. Các đại cử thường bỏ phiếu chọn ứng viên đã nhận được đa số phiếu bầu của cử tri. Tuy nhiên, trong lịch sử bầu cử của Mỹ đã xảy ra trường hợp, nhưng rất hiếm, là có một đại cử tri bội tín, ủng hộ ứng viên không được nhiều cử tri bầu chọn. Kết quả bỏ phiếu ngày 14 tháng 12 sẽ được chuyển cho Quốc hội khóa mới xem xét trong phiên họp chung lưỡng viện đầu tiên vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Nếu không có ứng viên nào nhận được ít nhất 270 phiếu trong tổng số 538 phiếu đại cử tri, Hạ viện sẽ tổ chức bầu cử. Mỗi bang có một phiếu bầu và ứng viên nào nhận được 26 phiếu thì sẽ thắng cử. Nhóm nghị sĩ Hạ viện từ mỗi bang sẽ gặp nhau để quyết định cách bỏ lá phiếu duy nhất của họ. Tổng thống Trump có còn cơ hội? Một cách khác, Hạ viện có thể liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 là nếu có tranh chấp về tổng số phiếu bầu trong nhiều bang. Theo phân tích của giáo sư Donald Brand thuộc trường College of Holy Cross, Mỹ, đăng trên báo The Conversation, hiện nay phe Tổng thống Trump đã nộp đơn kiện nhằm thách thức kết quả bầu cử ở 6 bang chiến địa, nhưng hầu hết các đơn kiện đều bị bác. Ông Brand cho rằng, dù các tòa án bang quyết định những câu hỏi cụ thể về các diễn giải pháp lý trong cuộc tranh chấp bầu cử, họ không muốn bị xem có vai trò quyết định kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020 như Tòa án tối cao Mỹ đã làm trong năm 2000. Theo đó, các thẩm phán có thể từ chối thụ lý các vụ kiện có những câu hỏi lớn về chính trị và để những vấn đề này cho hệ thống chính trị giải quyết. Cũng theo giáo sư Brand, dù kết quả bầu cử vừa qua cho thấy Đảng Dân Chủ vẫn kiểm soát Hạ viện, nhưng Đảng Cộng Hòa vẫn kiểm soát ít nhất 26 trên 50 nhóm nghị sĩ bang. Từ đó, ông Brand cho rằng nếu Hạ viện buộc phải tổ chức bầu cử Tổng thống thì kết quả có thể có lợi cho Tổng thống Trump. Nanogen đang cân nhắc giá bán vaccine Nanocovax, dự kiến không quá 500.000 đồng một liều. Cần tiêm 2 liều, có thể được bảo hiểm chi trả. Theo nhà sản xuất, mức giá này vừa phải, không lỗ mà vẫn hợp lý để mọi người dân có thể tiếp cận được. Đồng thời, Nanogen đang cố gắng để Nanocovax được đưa vào danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả. Như vậy, giá sẽ không mấy ảnh hưởng đến người dùng. Theo liệu trình, mỗi người từ 12 đến 75 tuổi cần tiêm 2 liều cách nhau 28 ngày. Đây là dòng vaccine cúm nên thuốc có tác dụng miễn dịch trong khoảng 1 năm và phải tiêm nhắc lại. Mục tiêu lớn nhất lúc này của ngành y tế là thúc đẩy thật nhanh việc thử nghiệm vaccine phòng ngừa COVID-19, đặc biệt là thời gian tới đây trong dịp Tết dương lịch, Tết âm lịch, nhu cầu đi lại và tiêu dùng của người dân tăng cao. Đây cũng là những nội dung được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 diễn ra mới đây. Thì đây báo cáo chỉ giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì chúng ta sẽ thử và giao cho Học viện quân y tiến hành thử. Học viện quân y không phải là lấy sinh viên và chúng tôi kêu gọi là những người tình nguyện tham gia thử, không phải lấy sinh viên để vì cái này. Và đúng theo cái ý đức của rồi định ý thức trong vấn đề thử nghiệm vaccine. Trong đó những người tình nguyện sẽ tham gia. Và đối với giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì chủ yếu là về tính an toàn. Thế còn những sinh có thể thì chưa có thể có đủ khả năng, tức là chưa đủ cỡ mẫu lớn, đủ lớn để đánh giá. Thì báo cáo chính đấy là giai đoạn 1, giai đoạn 2. Giai đoạn 3 thì chúng ta thử trên một cái diện rất rộng. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đã chọn và đang trao đổi tích cực phối hợp với 3 nước để chúng ta thử. Bởi vì Việt Nam chúng ta hiện nay cái tình hình Covid nó rất là, nó không có cái lây nhiễm trong cộng đồng, cho nên là cái thử giai đoạn 3 không thử được và chỉ thử trên một cái nhóm thôi. Thì giai đoạn 3 chúng tôi chọn là Bangladesh, Ấn Độ và Indonesia là 3 cái quốc gia có thể phối hợp với chúng ta trong thử giai đoạn 3 của cái vaccine này. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, nếu tiêm ít nhất được 20 đến 40% dân số thì đạt tính an toàn về dịch tễ. Với Việt Nam thì theo tỷ lệ này, nếu 20 đến 40 triệu người được tiêm thì có thể an toàn với cộng đồng, đi du lịch, học hành, làm việc, sinh hoạt trở lại bình thường như trước khi có dịch. Trước thực tế này thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo COVID-19 yêu cầu Bộ Y tế cần thúc đẩy các khâu nghiên cứu để sớm đưa ra thử nghiệm để có thể có được vaccine trong thời gian sớm nhất. Chúng ta cũng rất là vui mừng được Dương ghi nhận nỗ lực của các viện nghiên cứu, với sự điều phối chung của Bộ Khoa học và Công nghệ, sự chỉ đạo của Bộ Y tế, các đơn vị ngành tiến bộ nghiên cứu vaccine. Ở đây chúng ta tiếp tục tạo điều kiện tối đa cho tất cả các đơn vị, dù là cộng ngành y tế hay không, nhưng tiến bộ thử nghiệm, và nếu mà thử nghiệm thành công sản xuất. Bởi vì chúng ta đều biết trên thế giới thì có một số hãng bây giờ tuyên bố có vaccine, nhưng mà việc mua các vaccine đó, một là chi phí cũng rất cao, thứ hai là cung nó chưa đủ cầu thì chúng ta vẫn sẽ bị động. Vaccine thì cái điểm tích cực như thế, nhưng mà chúng ta cũng đã nói rất nhiều lần rồi, vaccine mà có tiêm được đến số đông của người Việt Nam thì tôi nói các ông chí là cũng phải cuối là sẽ xong là sớm nhất, kể cả luôn. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo thêm, Bộ Y tế cần sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư cho các đơn vị sản xuất vaccine, đồng thời sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ các đơn vị có thể tiếp cận được với nguồn vốn cho việc nghiên cứu, sản xuất vaccine, đồng thời tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nga và Trung Quốc để có thể tiếp cận được với vaccine của các quốc gia này. Ngày mai, mùng 9 tháng 12, Hội đồng Đạo đức Y sinh của Bộ Y tế sẽ họp lần cuối để xem xét phê duyệt thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người ở nước ta vào ngày 17 tháng 12 tới đây. Đây là thông tin được chờ đợi nhất trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành. Thưa quý vị và các bạn, cụm từ là vaccine ngăn ngừa COVID-19 trong những ngày qua được rất là nhiều người dân quan tâm. Và hiện tại thì tôi đang đứng ở phòng kiểm tra chất lượng vaccine trước khi đưa ra thị trường. Trong những ngày tới thì công ty Nanogen sản xuất ra loại vaccine có tên là Nanocovax ngăn ngừa COVID-19 sẽ có những cái bước thử nghiệm lâm sàng đầu trên 40 người trong giai đoạn 1. Và hy vọng là trong những ngày tới thì cuộc thử nghiệm sẽ thành công và mang lại cuộc sống bình thường cho người dân. Đây là loại vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Việt Nam, được công ty Nanogen bắt đầu nghiên cứu từ tháng 6 năm 2020, dựa trên công nghệ sản xuất protein tái tổ hợp. Trước khi đưa vào thử nghiệm cận lâm sàng trên người, vaccine Nanocovax đã được thử nghiệm an toàn trên động vật. Ngày 10 tháng 12 tới đây, Học viện Quân y sẽ chính thức tuyển chọn tình nguyện viên thử nghiệm trên người. 2 triệu liều vaccine do đơn vị sản xuất dưới 3 dạng, tiêm, xịt mũi, nhỏ mắt. Công suất lý tưởng là 50 triệu liều vaccine một năm nếu thử nghiệm thành công. Lộ trình thử nghiệm sẽ tiến hành trong 3 giai đoạn. Trong thử nghiệm giai đoạn 1 này, nhà sản xuất sẽ tiêm dò liều để tìm hàm lượng tối ưu của vaccine là 25mg, 50mg, 75mg hay 100mg. Đối với mỗi nhóm, đầu tiên sẽ có 1 đến 2 người sẽ được tiêm trước và được theo dõi phản ứng trong vòng 24 giờ đến 72 giờ. Sau đó mới bắt đầu tiêm cho các tình nguyện viên tiếp theo. Những người được lựa chọn tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 phải là người khỏe mạnh, không có bệnh nền, không có tiền sử bệnh tật. Sau 3 tháng thử nghiệm trên một nhóm nhỏ, vaccine COVID-19 sẽ được tiêm thử nghiệm cho khoảng 400 người. Quá trình thử nghiệm, vaccine sẽ được theo dõi, đánh giá về khả năng phòng ngừa bệnh, phòng ngừa lây nhiễm, sản sinh kháng thể hoặc các phản ứng miễn dịch liên quan tới mầm bệnh. Sau đó, thử nghiệm sẽ thực hiện gối tiếp giai đoạn 3, hiện chưa rõ số lượng tình nguyện viên. Cuối cùng, vaccine sẽ được phê duyệt, cấp phép và đi vào sản xuất. Giai đoạn cuối, vaccine COVID-19 sẽ được kiểm soát chất lượng. Cũng giống như là bất kỳ một cái loại thuốc hay là cái vaccine nào đó thì vaccine của Nanogen cũng sẽ trải qua rất là nhiều cái bước, trải qua một cái bước rất là quan trọng, đó là nghiên cứu tiền lâm sàng. Thì cái nghiên cứu tiền lâm sàng này là chứng minh hai chuyện. Chuyện thứ nhất á, là nó an toàn trên động vật, thứ hai là cái khả năng tạo ra đáp ứng miễn dịch với lại con SARS-CoV-2. Thì quy trình là giống hết tất cả mọi loại thuốc hay vaccine khác, nhưng mà riêng cái vaccine Covid này nó chỉ khác ở việc ở một cái chỗ, đó là tất cả mọi thứ đều được đẩy lên rất là nhanh để kịp theo một cái tiến độ, để kịp thời để thử nghiệm lâm sàng. Tại Việt Nam, hiện có 4 công ty đang chạy đua sản xuất vaccine Covid-19. Nếu cuộc thử nghiệm này thuận lợi, thì đến quý 2 năm 2021, vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Việt Nam sẽ được ứng dụng rộng rãi. Trước khi đạt được kỳ vọng đó, thì đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên vẫn là biện pháp phòng dịch hữu hiệu nhất mà người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt. Liên quan vụ chuyển nhượng khu đất Phước Kiển cho công ty Quốc Cường Gia Lai, hôm nay 8 tháng 12, cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Tấn Hải, Phó Tổng giám đốc công ty Tân Thuận cùng 3 cán bộ của công ty này. Theo đó, cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Tấn Hải, Phó Tổng giám đốc công ty Tân Thuận, Nguyễn Thị Ngọc Bích, kế toán trưởng, Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng cùng là kiểm soát viên của công ty. Cả 4 bị can được xác định liên quan đến vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó vào tháng 5 năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tạm đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc công ty Tân Thuận đối với ông Trần Công Thiện, đồng thời chỉ đạo thanh tra toàn diện hoạt động của công ty này. Việc công ty Tân Thuận chuyển nhượng hơn 32 ha đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè không qua đấu giá với giá 1,29 triệu đồng một mét vuông đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát hơn 150 tỷ đồng. Báo cáo kết quả thử nghiệm công nghệ xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa. Đây là tên của cuộc hội thảo do Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường Bộ Tư lệnh Hóa học và Tập đoàn Shimizu của Nhật Bản tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Tới dự có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Được sự cho phép của Bộ Quốc phòng, trong 2 năm 2019 và 2020, Tập đoàn Shimizu đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường thuộc binh chủng hóa học tổ chức thử nghiệm công nghệ rửa đất nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Công nghệ rửa đất đã được Tập đoàn Shimizu thực hiện tại Nhật Bản để xử lý hàng triệu tấn đất nhiễm hóa chất độc hại, trong đó có đất nhiễm dioxin. Tuy nhiên, vì ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa có những đặc điểm riêng, nồng độ dioxin cao và rất cao, nên Tập đoàn Shimizu nhận thấy cần thiết phải thử nghiệm để đánh giá hiệu quả của công nghệ và lựa chọn quy trình xử lý hiệu quả nhất. Từ đó, đã có một nhà máy hoàn chỉnh để thử nghiệm công nghệ rửa đất tại Biên Hòa. Kết quả cho thấy không có sự phát tán dioxin vào nước thải và không khí, hoàn toàn không ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Những người thử nghiệm đã được thăm khám, theo dõi sức khỏe và định lượng dioxin trước và sau khi thử nghiệm. Theo đánh giá của các chuyên gia, các nhà khoa học công nghệ, rửa đất Shimizu đảm bảo tính hiệu quả về kỹ thuật, tiết kiệm kinh phí, thời gian thực hiện và đặc biệt là thân thiện với môi trường. Đã hơn 1 năm kể từ vụ việc, dù chưa được cấp phép nhưng trường Đại học Đông Đô vẫn tổ chức tuyển sinh cấp bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Anh văn bằng 2 bị phanh phui. Đến nay, các học viên của chương trình này vẫn đang ở trong tình trạng tiền mất tật mang, thậm chí là nhiều người còn lo lắng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tổn hại uy tín, danh dự. Học viên 26 tuổi này theo học chương trình đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh của trường Đại học Đông Đô từ tháng 2 năm 2019. Anh cho biết từ việc ôn thi, đi thi đầu vào hay đi học đều dễ dàng và như cho có. Tuy nhiên, chỉ có một việc thì trường rất sát, đó là yêu cầu học viên đóng đầy đủ học phí của toàn khóa học là 29.800.000 đồng chuyển vào tài khoản riêng của giáo viên. Nếu học thì phải đóng theo từng kỳ, nhưng bắt đóng toàn bộ học phí thì lúc ấy bắt đầu nghi ngờ rồi. Nhưng mà không đóng thì không cho thi giữa kỳ và cuối kỳ nữa, thì bắt buộc phải đóng hết thôi. Mong muốn bây giờ của anh chị học viên bây giờ là nhà trường phải hoàn trả học phí, chứ mọi người không muốn học nữa, không muốn theo học trường Đông Đô nữa, vì rất mang tiếng rồi. Chả dám đi đâu dám khoe mình học Đông Đô cả, rất là ngại. Không chỉ tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng không phép, theo kết luận của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, trường Đại học Đông Đô còn cấp bằng giả đối với 193 người. Có 60 người sử dụng bằng giả này với mục đích hoàn thiện hồ sơ làm nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án tiến sĩ, thạc sĩ, nâng ngạch. Trước sự việc này, cơ quan điều tra đã kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý cán bộ theo quy định. Nhiều ý kiến cũng cho rằng cần công khai danh tính những người mua văn bằng 2 sử dụng bằng giả. Chính điều này khiến nhiều học viên trong số hơn 3.800 trường hợp theo học chương trình đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh không phép của Đại học Đông Đô vô cùng lo lắng. Nhiều người lo bị hiểu nhầm, mất uy tín, bị kỷ luật, thậm chí chịu trách nhiệm hình sự. Nhiều người còn không dám ra mặt mà nhờ đại diện tìm lại công bằng. Đã là hệ văn bằng 2 thì là có cả sinh viên, có cả các cán bộ công nhân viên chức làm nghiên cứu sinh đầu vào hoặc đầu ra. Bây giờ những cái quyết định đó là không có hiệu lực và gần như là thời gian, tiền bạc, công sức của họ là con số 0. Trước tiên là thứ nhất là xấu hổ, rất xấu hổ. Bây giờ mà gia đình và các thầy cô mà biết thì đúng là bạn bè biết đúng là xấu hổ. Nhân cách của học sinh bị ảnh hưởng rất là lớn. Và hiện nay là không công khai danh tính của những học sinh đi học và cũng không công khai danh tính của những học sinh không đi học. Như vậy là những người có học bằng thật cũng sẽ coi như là không đi học. Đối với tất cả học viên ấy, thì họ không mong muốn cái việc công khai này. Cho đến nay, nhiều ý kiến cho rằng cần phải công khai danh tính những người mua văn bằng 2 tiếng Anh giả của trường Đại học Đông Đô để làm tiến sĩ, thăng tiến trong các cơ quan tổ chức. Bởi những người này dù biết sai, biết vi phạm pháp luật mà vẫn làm. Do đó cần phải xử lý nghiêm khắc để răn đe, tránh tạo tiền lệ xấu. Vâng thưa quý vị, với những người cao tuổi thì sức khỏe là một món quà. Và đánh vào tâm lý này mà việc tiếp cận những hội nhóm cao tuổi của các đối tượng tổ chức hội thảo bán hàng trá hình là rất đơn giản. Vào thời điểm cuối năm như hiện nay thì các tổ chức không phép trên hoạt động ngày càng mạnh. Vậy có hay không sự buông lỏng quản lý, xem nhẹ giám sát ở một số địa phương? VTC sẽ tiếp tục thông tin trong những bản tin tiếp theo. Chuyển sang một thông tin khác cũng đang nhận được sự quan tâm của dư luận. 2 ngày qua sau khi Grab áp dụng mức chiết khấu mới vì thay đổi chính sách thuế, hàng loạt tài xế GrabBike ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tắt ứng dụng, đình công và tụ tập phản ứng. Theo các tài xế này, họ phản ứng vì việc chiết khấu phần trăm giữa Grab và họ sau khi áp thuế mới rất bất cập và thu nhập bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho đến 15 giờ chiều nay, đám đông tài xế GrabBike tụ tập tại trụ sở văn phòng công ty Grab Hà Nội đã giải tán sau khi phía Grab hẹn sẽ đối thoại vào thứ Năm ngày 10 tháng 12 sắp tới. Mặc dù vậy, nhiều tài xế vẫn ngấn ngá ở lại để nghe ngóng thông tin. Điều mà họ lo nhất là nếu phía Grab không thay đổi lại mức chiết khấu giữa hai bên thì thu nhập của họ không đủ trang trải chi phí. Một ngày nếu mà làm phải 13-14 tiếng thì mới được tầm cỡ khoảng, trừ hết đi rồi thì may ra được khoảng 300. Đấy, đến đi lại cộng thêm cái thuế VAT này nữa là một ngày là anh em bình quân mất tầm cỡ khoảng 70.000 đến 80.000 nữa. Hiện tại đang mong muốn ở đây đều là cắt giảm cái thuế VAT 10% lên đầu đối tác đấy đi, chỉ áp cái phí là 20% như trước đây thôi. Phí 20% trước đây là anh em đã rất chật vật để là cũng đã rất là vất vả rồi, mà bây giờ áp lên 10% nữa thì vô lý quá. Cho đến thời điểm này, phía Grab dù chưa đưa ra thỏa thuận mới với tài xế GrabBike, nhưng quan điểm là vẫn giữ mức chiết khấu tới 27,2%, bao gồm phí sử dụng ứng dụng 20% và 7,2% thuế VAT. Giới tài xế GrabBike cho rằng mức chiết khấu này là không thỏa đáng và họ sẽ tiếp tục phản ứng nếu Grab không thay đổi chính sách. Phải nhìn lại câu chuyện của các GrabBike khác với cả các xe GrabCar, tức là xe ô tô. GrabBike là xe máy thì họ ký kết các cái hợp đồng đối tác trực tiếp với phía Grab, không thông qua các cái hợp tác xã. Và đây là một cái câu chuyện là ngay trong Nghị định 10 về điều kiện kinh doanh vận tải thì đã không có những cái quy định cụ thể về cái việc mà điều chỉnh hoặc là quản lý cái đối tượng GrabBike này. Cho nên nhiều chuyên gia cho rằng cần thiết phải có cái luật hóa trong việc quản lý cũng như là bảo vệ cái quyền lợi. Ai sẽ là người bảo vệ những cái quyền lợi của GrabBike trong cái thời gian tới trước những cái thay đổi chính sách cũng như trước những cái thỏa thuận hợp tác giữa Grab và các đối tác này. Nhiều ý kiến cũng cho rằng sau khi Grab áp dụng chính sách thuế mới, một mặt Grab tăng ngay giá cước và mặt khác tăng phần trăm chiết khấu của các đối tác tài xế, cả xe GrabBike lẫn GrabCar đã và đang tác động lớn đến thu nhập của tài xế lẫn túi tiền của khách hàng. Tất nhiên, mọi quan hệ trong kinh doanh sẽ do thị trường điều tiết. Tuy nhiên, điều mà nhiều người lo ngại những hệ lụy chính là việc đình công, tụ tập, diễu hành gây mất trật tự trị an. Vì vậy, các bên cần phải có sự thỏa thuận quyền lợi sớm, không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự như những ngày qua. Thưa quý vị, như trong bản tin ngày hôm qua mà chúng tôi cảnh báo, một số đối tượng mượn danh hội thảo sức khỏe cho người cao tuổi để bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng không được kiểm chứng cho người cao tuổi. Vậy bằng những chiêu trò nào mà những đối tượng này đã khiến nhiều người dân tin lời, thậm chí là vay hàng triệu đồng để mua hàng? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu. Cứ 7 giờ tối hàng ngày là những người cao tuổi ở khu phố 16, phường 10, quận Gò Vấp lại cùng nhau tập thể dục nâng cao sức khỏe ở một góc hẻm rộng. Nhưng hôm nay các cụ nghỉ tập, họ hồ hởi khoe giấy mời dự hội thảo sức khỏe ở ngay hội trường khu phố 16 của công ty cổ phần Viện Khoa học Thực phẩm WG1. Tên viết tắt WG thường được hiểu là quốc gia. Và tại hội thảo, người đàn ông này đã lộ dấu hiệu lừa đảo khi mạo danh mình là người của một viện quốc gia, dù đơn vị của anh ta giới thiệu không hề tồn tại. Tôi xin giới thiệu nét bản thân, tôi bên này của Đỗ Văn Dũng. Hiện nay con đang công tác tại Viện Khoa học Công nghệ Thực phẩm 1, quốc gia 1, khoa của họ đang trung tâm đang đóng tại Hà Nội. Bệnh về tim mạch, cái này bệnh nhân tiểu đường này. Ngay trong hội trường khu phố, người tự giới thiệu đến từ Viện Quốc gia tiến hành tư vấn và bán mỗi hộp cao tỏi sâm ngọc linh thế này với giá 1,6 triệu đồng. Tuy nhiên, mua một hộp sẽ được tặng thêm 3 là thành 4 hộp. Khuyến mãi quá lớn nên nhiều người đã mua. Ở chùa Kỳ Quang 2 tại phường 17 quận Gò Vấp. Anh đang phạm vào luật đó, anh không có quyền quay video. Người phụ nữ áo đen này cùng với người đàn ông nước ngoài giới thiệu là công ty sâm ở Hàn Quốc để hội thảo có tính quốc tế. Cũng bằng chiêu thức đánh vào sức khỏe rồi khuyến mãi, nên những cụ già dù có kinh tế khó khăn phải đi bán vé số như cụ Sự, cũng gánh đi vay số tiền 4,8 triệu đồng để mua một hộp cao hồng sâm lên men. Tôi không có tiền thì đi vay tôi mua, mà mua bao nhiêu chỗ cũng chẳng khỏi, thì bây giờ tôi mua thì ăn tôi uống. Cô Việt Nam mình làm ăn mít của cái chú Hàn Quốc đấy thì giới thiệu thì tôi cũng trong cái hộp, chúng tôi chỉ biết nghe đấy chứ không biết từ đâu đến đâu. Như vậy các nhóm giới thiệu là viện quốc gia hay công ty Hàn Quốc thường tiếp cận các đội dưỡng sinh hay hội người cao tuổi của khu phố, nắm bắt mọi thông tin cá nhân của họ, nên nếu cụ nào chưa có tiền, các đối tượng vẫn sẵn sàng bán thiếu bán chịu. Cô này bữa nay cổ mua thiếu, tháng sau cổ đương triệu, thì nó tới nhà mình lấy mà mình nó cũng chưa biết nhà mình nó chưa biết nhà mình, nhưng mà nó sẽ hỏi điện thoại mình thì có liên hệ rồi, nhưng mà nó sẽ hỏi cái nhà mình đâu, thì rồi mấy mốt nó tới nó lấy tiền ngay nhà mình. Tại mấy người này là cũng những người trong hội của mình, tức là sau đó nắm hết được địa chỉ rồi sau đó đến nhà. Đúng rồi, người ta đâu có để mất. Có thể mua triệu, mua thiếu, mỗi người cao tuổi đi họp còn được nhận thêm một phần quà như lọ cao tỏi đen hay chiếc áo thun, lại được khuyến mãi nhiều loại sâm được quảng bá là tốt cho sức khỏe. Tốt hay không thì chưa biết, nhưng như với bà Sự, bà uống nhiều loại rồi mà vẫn chưa khỏi. Nhưng bà vẫn mua và hàng ngày vẫn phải tập tễnh đi bán vé số để mưu sinh và trả nợ tiền sâm.